ngày 29 tháng 3, Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết vừa thu giữ khoảng 22 kg chất nghi là ma túy dạng cocaine. Trước đó, ngày 27 tháng 3, Công an thành phố Vũng Tàu kiểm tra một phòng trọ ở đường Đô Lương thì phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1983, trú tỉnh Vĩnh Long, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là một gói ni lông, bên trong chứa chất màu trắng, nghi là ma túy dạng cocaine, trọng lượng khoảng 1 kg. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã triệu tập ông LMC, sinh năm 1978, ngụ tại phường 10, và TTMT, sinh năm 1994, ngụ tại phường 11, là những người có liên quan đến làm việc. Tại cơ quan công an, C khai nhận, trưa ngày 24 tháng 3 đi lượm mực tại bãi biển phường 10, thì phát hiện một bao tải màu đen, có khóa kéo, bên ngoài buộc dây thừng. Mở bao tải, C phát hiện bên trong có nhiều gói ni lông hình chữ nhật được bọc kín bằng băng keo xám. Sau đó, C lấy một gói đem về nhà, mở ra nếm thử có vị đắng nên vứt đi. Đến ngày 25 tháng 3, Tuấn và MT đến nhà C nhậu. Tại đây, C kể với Tuấn về bao tải nói trên, rồi cùng nhau ra bãi biển. Tại đây, hai người mở bao tải lấy một gói hình chữ nhật màu xám mang về nhà trọ. Số còn lại Tuấn đem vào đồi cát và đậy lá dương lên để tránh bị phát hiện. Về đến nhà trọ, Tuấn mở gói ni lông ra và phát hiện bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng. Sau khi dò hỏi biết được chất trên nghi là ma túy, nhưng Tuấn không trình báo cơ quan chức năng mà đã chụp hình với mục đích sẽ bán cho các đối tượng tiêu thụ. Quá trình làm việc, ngoài gói ni lông nói trên, Tuấn đã dẫn lực lượng chức năng đến nơi cất giấu 20 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng, trọng lượng khoảng 21 kg.